túi này là những hạt hạt bong bóng này mà. Đây, nhìn em này. Ừ. Không có không khí đúng không? Đúng rồi. Nó đứng nghiêm. Ừ. Bây giờ em chỉ cần thổi cái là chuyển động này. Đâu xem nào. Wow, chuyển động thật luôn nhở? Chị thổi đi. Ờ. Ừ. Hôm nay mình được học không khí đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng mình, bây giờ các bạn cũng bắt không khí với mình nha. Em đang làm gì đấy? Em đang bắt không khí. Em bị hâm à? Sao bắt không khí? Sao cho không khí vào đây? Có biết là không khí quan trọng nhất cho mình á. Mình chỉ cần hít và không mình thở ra thôi. Không khí ở xung quanh ta. Thế nhỉ? Mình chưa bao giờ nghe thấy như thế luôn. Em ở đâu mà có không khí như thế? Đâu, không khí, nó gì sao này? Chị phải đồ ngốc đấy. Đâu, chị nào ngốc, chị cũng ngốc đâu. Chị nghe em đây này. Chị đi theo em nhá. Về 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 về. Nghe về không khí. Đã thật đáng khí. Ở xung quanh ta từ gần tới ta. Người cỏ cây đều gần không khí. Là các bạn ý, chúng ta hãy không thích ra thở ra. Ờ nhờ, đúng rồi nhờ, ngày nào chúng mình chẳng phải hít không khí đúng không? Không khí rất là quan trọng đúng không? Nhưng mà bởi vì bọn chị chưa được học bài đấy nên chị không biết. Bây giờ, đi ra đây, em có một thí nghiệm mới. Đâu? Ui, siêu nhân mà có thí nghiệm á? Đây, wow. Ui, cái túi này đẹp thế. Túi này làm gì? Túi này là những hạt bong bóng này mà. Đây, nhìn em này. Ừ. Không có không khí đúng không? Đúng rồi. Nó đứng nghiêm. Ừ. Bây giờ em chỉ cần thổi cái là chuyển động này. Đâu xem nào. Wow, chuyển động thật luôn nhở? Chị thổi đi. Ờ. Ú. Ừ. Wow, vi diệu thế. Ồ, hóa ra hay nhỉ, những cái gì mà không có không khí thì nó nằm im đúng không? Có không khí cái nó bay vù vù luôn. Thử lại phát nữa chị với em cùng thổi nào. 1, 2, 3. Xem mai thổi to nhá. Ê, wow, không khí có chút gì, cái không khí vào cái hạt bóng có chút gì chuyển động luôn nhở? À, hay thật đấy, chị cũng thế này, nhìn này. Ôi hay thế. Đúng rồi, bây giờ mình phải yêu quý không khí đúng không? Không khí là ngày nào mình cũng phải hít vào thở ra đúng không? Cái gì cũng toàn đến không khí đúng không? Ủa chị có biết đâu, lớp chị chưa được học bài đấy, nó bên phòng trước mà. Ờ đấy. Hay thế, thế chị em mình ra kia dạy mấy bạn đi, mấy bạn không biết đâu nhá. Chị em mình ra kia dạy mấy bạn đi chơi trò này đi cho vui đi. Vừa quan trọng mà lại vừa vui đúng không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.